Hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình là từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em một game hải tạo đại chiến nha, mình đây từ đường phố đây giúp vô bạn ạ. Ok, quay lại clip này, trước khi bật video thì cho anh em xem video về được một like, share thang cái kênh nhưng nó kéo vào mình chung người rất nhiều. Đấy, quay trở lại video ngày hôm nay thì thoáng cái đã chưa qua, anh em này đã tối mùng 3 Tết rồi. Đó, anh em đã có lịch trình để đi phượt đâu đấy đó chưa? Dịch bệnh đang diễn ra cũng khá là rôm rả nên là mình mong rằng các bạn khi đi chơi nhớ mang khẩu trang cũng như mọi thứ an toàn cho bản thân mình nhé. Đấy, cũng ngày thứ mùng 3 rồi anh em. Hôm nay ngày 14 tháng 12 các bạn. Ui. Thật là buồn cho khi những anh em FA mình thiếu vợ rồi. chứ buồn. Đó là anh em đã có lịch trình đâu chơi chưa? Đấy, đi chơi đâu chưa? À, nhiệm vụ Valentine thì bên game có tặng quà đó, anh em đã săn quà chưa? Chúng ta đi xem qua về sự kiện nhá. Như mình thấy như bên game nó gửi quà mới đúng không? Chúng ta đi vào xem sự kiện đó các bạn. Ok đây các bạn, tặng quà sô cô la đủ mốc nhận quà này. Đấy, PO đang cần sự trợ giúp của các thuyền trưởng để tích đủ sô cô la tặng cho Luffy đây ạ. Đấy. Thời gian diễn ra đến ngày mùng đến hết mùng 9. Ủa, 9 giờ ngày Ủa khoan, hôm nay mới 14. Cách tính như sau. Số lượng cô la cần 14 cola sáng, 2 cola hạnh nhân, 21 caro sô cô la đen. Và khi full thì chúng ta đừng đính chì. Nếu không đặt mốc thì không sao, 14 túi quả may mắn, 1 vốn dương bao lì xì 20 quân. Khoan từ từ các bạn, sao mình thấy như bên game nó gửi quà nhỉ? Nếu ý Nami chỉ cỡ những bài xe công khai trên trang cá nhân, tường nhà mới tính. What? À vậy là chúng ta còn nhận một lần quà nữa anh em. Ui, chúng nói sự kiện này nhận được hai lần quà các bạn nhé, chia sẻ phát nào. Đây anh em, cơ bản sự kiện chúng ta đã thừa rồi anh em ạ. Đây 44, 50, ui rồi 27. Ồ, bây giờ chúng ta có yêu cầu bao nhiêu đâu? 14, 2, 21 thừa đó các bạn ạ. Nhưng mà sao bên game nó gửi chúng ta là có hai lính trì 9 sao nhỉ? Đúng phần quà này anh em này. Ô để quay trở về game xem nào, hay là game nó gửi trước ta. Ồ không biết là game nó gửi trước không anh em, đúng phần quà luôn này, 2 phút 9 sao này, nếu mà không phải game gửi trước á thì là ngon anh em, lại hốt bạc các bạn ạ. Nếu như mà không phải là bên game gửi trước á thì đồng nghĩa với việc là hôm sau chúng ta sẽ nhận được một phần quà y chang như vậy, nhưng theo mình nhìn đây thì chắc chắn là bên game nó gửi chuẩn rồi anh em ạ. Ok, Valentine đây. Ờ, nói chung thì không biết như thế nào các bạn ạ, nhưng nói chung thì bên game nó gửi cho chúng ta phần quà quá ư là thơm ngon bổ phổi. Diệt trừ lao đi anh em. Đấy, không nhận thì lại bảo là tiếc và phí anh em. Quá tuyệt vời với phần quà này. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi độ nhân phẩm, và các bạn hãy cùng comment số độ nhân phẩm của anh em đến đâu rồi nào. Dương may mắn Luffy à? Ui. Cái này bác nào mở ra được không? Thử độ nhân phẩm mắt con nào, bác nào mở ra được comment anh em biết nào. Không ra đến một tướng luôn các bạn ạ. Thấy thấy chưa? Không ra đến một tướng luôn nha các bạn nhá. Đó, căng đét đèn đẹp. Rồi, tiếp theo 15 dương này. 15 dương lì xì Tết của tôi. Ôi trời ơi, nhân phẩm anh em đâu hết rồi. Bạn nào được nhân phẩm comment này anh em biết nào. Đó, bạn nào có độ được nhân phẩm, bạn nào không comment anh em biết chơi ạ. Ui cái độ nhân phẩm của mình nó đen quá. Trời ơi. Trời ơi đen quá, quá trời đen luôn các bạn. Đen không còn tu gì để mới mô tả nữa các bạn. Buồn quá. Ok, sao chúng ta qua gà khác độ nhân phẩm các bạn. Tiếp tục trên con đường độ nhân phẩm anh em. Đấy, ông trời có câu là không ai lấy đi của ai tất cả những gì anh em. Đấy, quan trọng là chúng ta có đủ may mắn hay không thôi. Ô mà tính ra mình có Luffy. Ô có Luffy luôn rồi anh em. Ai trả bây giờ test không phải đi mượn hàng nữa rồi. Đấy, giờ qua xịn sò để test rồi anh em. Đấy, tí đi test. Hôm sau mai làm video test cho Luffy lại cho anh em xem cho thoải mái. À, anh em hãy thử comment phần quà mà các bạn đã mở ra được ở những cái sự kiện này cho mình biết coi nào. Tầm này thì chắc là anh em nhận được hết rồi. Để xem các bạn nhận được những gì nào. Các bạn nhìn thấy không? Không ra được đến gọi là một cái đồ gọi là đúng nghĩa là gọi là quà đấy anh em. Trời ơi. Nó ra toàn rác thôi anh em ạ. Mình sẽ giữ lại 5 dương. Ô đây đây được cả level 2 này anh em này, được cả level 2 này ngon này. Được một phát anh em, được một phát nhân phẩm. Ít nhiều nó thế còn hơn. Trời ơi, thùng bia thế này thì tính đi kiếm thùng bia để mà đập, mà như này thì đập kiểu gì anh em. Qua tiếp nữa. Nói chung biết có phải lỗi kỹ thuật hay thế nào không anh em, nhưng mà nói chung là bên game nó phát quà như là ngon rồi. Còn đâu nếu như mà nếu mà đúng ra như bên game ghi á thì sự kiện kết thúc vào 9 giờ ngày mai cơ, thì ngày mai game nó mới quà tiếp. Nếu mà như vậy thì ngày mai chúng ta nhận được một lượt quà như nữa thì ui. Cuộc đời lại nở hoa rồi anh em ạ. Đấy, cuộc đời là những ngày nở hoa và những ngày tuyệt vời rồi các bạn. 10 dương đầu tiên.
Thế bác nào độ được nhân phẩm bác nào comment, bác nào mà độ được nhân phẩm comment cho em biết cái, xem nào mấy nhân phẩm của bác đến đâu nào. Ôi trời ơi, được một cái vật phẩm vàng các bạn ạ. Phải không, hay là vật phẩm cam, gọi là cam à? Ừ, vật phẩm cam anh em. À đâu, mọi người, đây 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 đây. Vật phẩm vàng đặc biệt anh em. Đó, được một cái bảo vật vàng đặc biệt ạ. 15 dương này sao đây các bạn, nhìn quà này. Ui, nhìn quà quà thì thôi nghỉ chơi luôn anh em ạ. Nhưng mà mở ra thì thôi nghỉ thật. Mở 5 cái trước nào. 10 thùng bia, 15 thùng bia. Ui, một ca dưới kim cương anh em, một ca level 1 tùy chọn cũng được, nói chung thì cũng được. Con nàng này mình thấy cũng có đôi chút nhân phẩm tí, bù lại hơn so với mấy con ạc trước các bạn. Đèn quá. Ui, một phát là BO luôn anh em. Hancock, con này là đỉnh của đỉnh các bạn, đỉnh của chốp. Hôm sau mình sẽ, hôm sau mà có bạn nào mà đưa cho mình 600 thùng bia, mình sẽ thử tính xem mỗi lượt mà các tướng MMS nó cách nhau bao nhiêu thùng bia để cho dễ tính nào các bạn. Hợp lý đúng không? Sau mình sẽ test thử cái bài test đấy. Quả cáp gì đâu nhiều này. Ô lại nữa này. Nhiều thế, ngon thế. Tiếp tục con nào tiếp theo nào các bạn. Không tin là không ra được nhân phẩm. Ok, tiếp tục đến với một con nào sale mới anh em. Đập liên tục mà không ra được phát nhân phẩm nào các bạn. Cuộc đời này coi như ta bỏ. Cái dương này nó kiểu như dương quảng cáo bạn ạ. Tỷ lệ người mở ra được chắc chiếm 1 trên 100 hay 1 trên 1.000 người chơi không biết anh em. Nó không quá đúng như kiểu quảng cáo thật các bạn. Sợ thật sự ạ. Ít nhiều gì cũng phải cho được một phát nhân phẩm chứ. Ui, con nào này trông thấy ngon này. 5k kim cương ngọt ngào. Từ từ xem nào, con nào này mua thùng bia chưa? Nhưng mình nhớ như chưa mua thùng bia cho con nào này. Mà như giờ tầm này thì chắc cũng chả còn đâu các bạn. Tầm này chắc cũng không còn cái sự kiện dương đặc biệt cho nó mua nữa. Sự kiện nào. Hết rồi anh em. Không còn dương đặc biệt để cho nó mua nữa. Ây chà, có 15 đường 2 cái này anh em. Phát đầu tiên UR. Ui, hai con UR anh em. Chán đời. Để con nào cuối cùng nào các bạn. Ok, thế mới con nào cuối cùng nào các bạn. Trước khi đi nhận quà chắc mình nghĩ mình sẽ giải lao ở ngoài một tí để xem như thế nào. Mình nghĩ có thể là do mình nóng vội quá, mình vừa vào ạc, mình đã sốc luôn rồi. Thành ra là nó vậy anh em, chúng ta sẽ đi chiêu mộ một tí nhá. Rồi ok, x10 nào. Rồi, chúng ta sẽ đi lạng vạng làm tí nhiệm vụ ngoài rồi hắn mở quà, kiểu chúng ta vào chơi lúc ấy. Đấy, kiểu lớn làm sốc luôn, vừa vào cái sốc ngay sợ nó kiểu nó không ra nó vậy anh em, đen quá. Thế cay thế nhở. Không, nhưng kiểu gì tí cũng có một đống bạn khoe là mở ra được Luffy rồi, mở ra được các thứ các kiểu anh em bằng 20 dương ấy kìa. Không, kiểu gì cũng có à, mình cái này mình chắc chắn luôn á. Bởi vì sự kiện game diễn ra thì chắc là nhân phẩm thì chắc chắn là sẽ rơi vào một số anh em nào may mắn. Ví dụ là cùng một thời điểm mở dương xong, ví dụ nó sẽ quy định là khoảng 100 người mở ra thì sẽ nhận được như thế, xong bạn ấy mở ra đúng lượt, đúng lúc như thế thì là sẽ được tính là người ấy và sẽ được quà. Thường các game là các lập trình nó đều chạy theo một hiệu ứng mà anh em. Đó, nó sẽ quy định ví dụ như là phần thưởng này là sẽ quy định là ví dụ như là 100 người hay 1.000 người sẽ có một người mở được, thì trong vòng sự kiện đang bắt đầu như này tặng quà này, thì bây giờ tầm này như mình đang đăng nhập thì sẽ có khoảng đâu đó bây giờ vài chục nghìn anh em đang chơi game. Và cũng vài chục nghìn người đang đập hộp mở quà như mình. Và người nào tin được cái nhịp đúng nhịp của mình là nhịp thứ 1.000 thì nó sẽ nhận được quà. Nó như vậy, như mình đen, mình là toàn nhịp đang trong phòng rác thì nó sẽ là không nhận được cái gì. Vậy thôi. Kiểu nó vậy các bạn ạ. Ngoài ra thì mình cũng đang, nhắc mình nhớ mình đang ấp ủ một cái dự án anh em. Đó là mở shop hay tặng đại chiến để phục vụ anh em. Không biết là các bạn thấy thế nào. Mình thì đang nghiên cứu anh em chứ mình chưa dành về chuyên môn về cái ý đắm nên là mình vẫn đang nghiên cứu. Đấy, nếu mà được mình sẽ phục vụ anh em trong thời gian sớm nhất có thể ở trên kênh Tiêu Tư Đường Phố của mình. Đấy, và cũng mong được anh em ủng hộ. Đây các bạn nhìn lại phần quà một lần nữa. Các bạn nhìn là 2, 4, 6, 7 món quà đầu tiên là rác và 7 món quà là mở ra được nhiều nhất so với những món quà còn lại. Lý do thì rất đơn giản thôi, nhà phát hành nó thích vậy anh em. Đấy, tỷ lệ roam các quà kia là nó có tỷ lệ 5 phát đầu tiên này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Không bao giờ ra được lượt quà nào mà ra được 5 cái mà những cái còn lại. Tiếp theo.
mình nó thật ra được chắc thuộc dạng nhân phẩm cũng gọi là da con da gì và này lọ phết đấy các bạn ạ, thấy không? Ê, cái này là quà free mà nó khó lắm, quà đổi sự kiện còn thấy khó, nó chỉ quà free anh em. Xong này được quả này nữa anh em nhìn này, hàng quảng cáo thì như đúng rồi nhưng mà về dùng thử thì không không được như chúng ta trông đợi anh em. Nắm dơ một thề nó bộ, nên mình nghĩ là nhà phát hành nên bỏ cái vụ một thùng bia đi, nghe nó đau đớn quá, ít cũng 5 thùng. Trời ơi, ai đánh chết tôi đi. Đây rồi, đây rồi. Trời ơi, theo nhân phẩm là có thật các bạn, 100 thùng bia thì không nhiều nhưng mà cũng là gọi là châm trước có hơn không các bạn. Vậy rồi, ok, 100 thùng bia giờ thì làm gì nào, chúng ta cùng nhau đi pang thùng bia thôi anh em chứ làm gì nữa. Tiếp được con hành trình ở đây con hàng hàng này bữa sau mình làm event tặng cho các bạn này. Ui, nó là đỉnh của chóp đây anh em, nó là đỉnh của chóp đây, hãy lại tuyệt vời ông mặt trời các bạn nhá. Bây giờ lại ra xa xem vài cháu Sapo nó lên hẳn E1, E2 nữa à. Đấy, đỉnh của chóp luôn các bạn. Tuyệt vời. Cá về đít. Phanh kỳ S. Ui, ra 100 thùng bia ngon lành các bạn. Thì làm thêm một cháu ấy nữa thì ngon. Cố gắng săn sự kiện làm thêm được một cháu Luffy PM nữa là con hàng này. Thuộc dạng là giá gì vào này lọ đấy các bạn ạ. Đấy, một số có má đấy. Ui, sợ Furitaro. Mở rút nãy giờ mới ra được một tượng S à, đen thế. Một, hai, chít. Ồ, đen thế nhờ. Một, hai, mười. Chú, sánh nhẹ 100 thùng bia ngon này anh em, ngọt ngào luôn. Giá phát sánh ngay bay màu. Ô ô áo quy chi các bạn. Ô 100 thùng bia này nghe có vẻ hơi bay màu đấy, kiểu sốc quá ấy. Ra cái hốt ngay là hay bị vậy đó các bạn, không nghe là sự thật, mình không phủ nhận nhưng mà nó là sự thật. Ủa thế một vòng sao mà nhận được cháu Luffy PM này. À, hàng này bữa mình chiêu mộ rồi các bạn. Ngon, thế là có hai cháu Luffy PM rồi. Đúng không? Xem là sự kiện nào. Chiêu mộ đặc biệt. Ui, ngon, thế là ngon, 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 ngon rồi các bạn. Tướng dòng minh mẫn đâu, Luffy PM anh em up lên luôn. Trước hết, trước mắt là nâng cho cháu lên 6 sao đấy anh em, hốt thêm quà. Đấy, không cần biết như thế nào, cho cháu nó lên 6 sao đấy các bạn. Đấy, à, đầu tiên có Luffy PM 6 sao. Ui, thế này đi test lại phê hơn anh em, bởi vì 6 sao thì nó lên được một level 140. Ui, đỉnh, thế thì này lại có nhiều cái để test ở đây các bạn. Ui, tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy, ngày mai tha hồ video để mà test cho anh em nhá. Đấy, còn đâu con hàng này thì đợi sự kiện 40 ca sắp mình sẽ tặng cho anh em như lời đã nói, như lời đã hứa. Ok, quá, chưa gửi quà. Nhấp thanh đùa. Từ từ. Con gì đó không đúng nha. Thức tỉnh Luffy, thức tỉnh 6 sao nhận được một cái này mà. Phút đi đâu rồi, phút đi chứ. Bớt bớt này nào, bớt này nào đây. Lami ơi, đừng này, gửi quà đây. Rồi, gửi rồi anh em. Đấy. Nó phải như vậy nó mới đúng bài các bạn ạ, nó mới đúng là đấy, khớp nó mới hợp lý các bạn. Ok. Đầu tiên là mở hai cái này trước. Chụp không có một tiếng nào luôn à. Marco à. Ăn này Marco cũng được anh em, thiếu một cháu Marco Rinbe. Cái gì? Afichi đi, hoặc là cháu ấy nó con này Corai, con hàng này nhiều Corai lắm nhá. Hai bảo vật đỏ này cũng được, thêm hai món nữa. Ngon. Ai chà chà, nói chung là cũng được của nó đấy anh em ạ. À. Đấy, sơ sơ sương sương, nói chung là con hàng này giờ là ngon lành rồi. Đấy. Đấy, giờ có đẩy Marco lên không? Marco còn phút không? Hết phút rồi. Đấy, có phút là thích đẩy Marco là cho Marco lên thôi anh em. Nên là hai Marco ngay. Đấy, Luffy, Sapo này, trời ơi. Luffy PM có ai chơi anh em, đỉnh có chóp ạ. À. Đấy, trời ơi, lên được tầng 2 võ công luôn. Giờ đi đánh nó gọi là phê anh em. Tuyệt vời. Ok, giờ thì anh em hãy comment nhân phẩm của bạn đã đạt được trong ngày hôm nay coi là
Đó, khi mở quà các bạn đã mở được những gì, hãy comment để mình biết ở dưới video nhé. Còn đầu clip này mình xin phép kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye, chúc anh em xem video khỏe. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo.